Hello anh em, chào anh em đã trở lại với Siro của mình, Siro của Tạc Chính My. Rất vui được gặp nhau với những clip. Thì hiện tại mình đang có mặt tại Game 1B Fighting Pass. Và hôm nay thì cũng là thứ 6 rồi thì phải, nói chung là cũng sắp cuối tuần rồi. Và hiện tại thì những cái tấm bản đồ của mình cũng tích được khá rồi. Cho nên hôm nay thì mình sẽ thực hiện cái clip đào kho báu nha anh em. Thực hiện cái clip đào bản đồ, nói chung là kiếm thêm một ít tài nguyên để giúp cho con ặc mình có thêm giác quỷ rồi vé vàng này nọ. Nói chung thì cũng khá lâu rồi chưa đào. Với lại thì cũng tích được khá rồi anh em. Tính sơ sơ thì được khoảng hình như là 12 tấm. Ở đây có 99 này. 99 thì làm tròn là 100 đi thì coi như là được 10 tấm rồi này. Đây 23 nữa thì được 2 tấm nữa, như vậy là được 12 tấm nha anh em. Bây giờ mình sẽ ghép lên luôn. Đó, đây là được 12, tổng cộng là được 12 tấm nè. Đó, ok chưa. Thì nói chung là đào kho báu, đào mấy cái bản đồ này thì mình hay biến cái lời nguyền đen lắm. Từ lúc mình chơi game tới giờ tổng cộng chắc cũng phải gần 10 clip đào kho báu rồi mà chưa bao giờ được một lần được 500 trái anh em ơi. Cho nên hôm nay hy vọng là mình sẽ được may mắn. Cộng thêm hôm nay thì mình xin phép anh em lộ mặt cái nhẹ. Lộ mặt cái nhẹ anh em thấy gì chưa? Thấy gì chưa? Ok vậy. What the hell? Tự nhiên nó bị đơ đơ thế này. Đấy, giữ dằn cho anh em, lỡ giữ dằn chưa? Kèm theo đó thì có một cái tấm hình may mắn nữa, đó là tấm hình Kizaru lực chiến là 141.444, nói chung là 141414. Con số 14 là số may mắn của mình, cho nên là mình sẽ lấy bùa nha anh em. Hôm nay xin phép là lấy cái này làm bùa may mắn cho mình. Mình nghĩ là thành công anh em ơi, mình nghĩ là thành công rồi nha. Rồi. Bây giờ nói chung là như thường lệ chúc anh em ngày vui vẻ và xem clip nhớ like, subscribe để kênh ủng hộ cho mình. Bây giờ thì mình sẽ đi đào kho báu nha. Những quà điểm danh nè. À nhân tiện thì nói với anh em một vài điều. Game vừa mới cập nhật mấy cái chữ Trung Quốc gì này. Bây giờ nói chung là tướng SS hay là SA gì đó thì nó không còn cái chữ SS và chữ A nữa hay sao ấy. Anh em có thể thấy là mới vô game thì anh em là thấy những cái chữ Trung Quốc có vẻ nó hơi lạ một xíu. Không biết có đúng hay không. Nhận thư cái đã nha anh em. Ồ thư quá trời luôn nè. Này thì mấy anh em trong ban hội người ta mua thì mình được hưởng ké thôi, chứ cũng không có gì đặc biệt lắm. Đây là điểm trái tim xanh quen thuộc. Đây còn một cái lá thư gì đây nè. Có vẻ là nội dung cập nhật gì đó. Rồi để mình vô tướng thử coi. Thiệt luôn anh em ơi. Ui bây giờ cái chữ SS bây giờ nó thay đổi thành chữ này rồi nè. Đấy tướng SS. Tướng SS bây giờ thành cái chữ này vãi nồi thật. Hình như là nó sắp ra thêm một cái đợt tướng mới. Là kiểu sắp ra tướng kiểu siêu cấp hơn, gọi là đẳng cấp cao hơn SS nữa, cho nên bây giờ nó đổi sang chữ để nó tiện anh em. Chứ bây giờ không lẽ nó làm là SSS. Hình như là nó kiểu nó hơi kỳ sao á. Nói chung mấy con này thì vẫn SS, còn riêng mấy con S thì sao đây? À, S thì nói chung là chữ màu cam. Nói chung thì cũng không có gì thay đổi nhiều, chủ yếu là nó thay đổi chữ thôi, còn màu sắc anh em nhìn màu sắc anh em cũng có thể nhận được, nhận biết nha. SS thì sẽ là chữ vàng, còn S là chữ màu cam. Còn tướng A thì sẽ là màu tím. Đó, chữ màu tím, nói chung là cũng chả cần biết tiếng Trung Quốc làm gì, chỉ cần phân biệt màu thôi. Còn mấy con tướng B thì màu sẽ cùi hơn nữa. Ví dụ như con Usopp này đi, Gold Farm, tướng B thì màu xanh da trời. Còn tướng C nữa thì sẽ là màu xanh lá cây như thế này. Đó, kiểu vậy nha anh em. Đấy, rồi, ok. À, đó là một số cái cập nhật, nói chung là thuyền hình như là cũng thay đổi luôn hay sao á. Nhớ không nhầm thuyền cũng vậy luôn, đúng rồi. Thuyền SS thì là màu cam. À không, thuyền S, cái này màu cam thì chỉ là S thôi. Nếu mà thuyền SS là màu vàng mới đúng. Rồi, ok. Đấy, chắc là giờ mình đi đào kho báu luôn nha anh em ơi. Hy vọng là hôm nay mình sẽ thu lợi được thành quả to lớn. Hiện tại trác quỷ là 30k8 rồi, cho nên bây giờ đào phát nữa lên 31.000 là đẹp. Rồi, tấm bản đồ đầu tiên. Anh em, những anh em nào mà chưa biết chỗ đào kho báu thì anh em có thể xem những clip đào kho báu của mình. Mình có để riêng ở nằm ở một cái danh sách phát. Anh em chỉ cần nhấp vào danh sách phát là anh em sẽ xem được full những cái clip đào kho báu của mình. Ngoài ra thì anh em tấm bia đá rồi, ok. Và ngoài ra thì những anh em nào mà không biết tiếng Trung Quốc thì anh em có thể nhìn mặt chữ thôi. Đơn giản anh em chỉ cần nhìn mấy cái mặt chữ vậy nè. Tấm bản đồ của anh em mà giống như mình thế này thì anh em chỉ cần đi theo mình đào là được thôi. Đó là một cách rất là đơn giản. Cái này thì ở tấm bia mộ thứ 3. Thì cái tấm này nó sẽ nằm ở cái map đầu tiên. Map này. Đi lên đây. Map này là map sử tử Roger nha anh em. Ok. Nói về banner sau một xíu đi. Tại vì hiện tại bây giờ là đầu tháng 3. Thì event Kizaru, banner Kizaru sẽ kết thúc vào tầm giữa tháng 3 hơn một xíu.
Sau đó thì sẽ có, mình nghĩ sẽ có banner 80%. Sau banner 80% sẽ có banner mới, thì nó rơi vào tầm khoảng cuối tháng 3 và đầu tháng 4. Mà bước sang tháng 4 thì nó là kiểu kỷ niệm 1 năm thành lập game. Cho nên thì mình cũng không rõ là banner tiếp theo nó có được diễn ra hay không, hay là nó sẽ bỏ qua và nó đến với những cái con tướng gọi là những cái con tướng kỷ niệm 1 năm luôn nữa. Cái điều này thì cũng không rõ. Nhưng mà anh nghe anh em đồn đại là banner sau là Ivan Cốt, thông tin thì cũng khá là chính xác. Banner Ivan Cốt rồi tướng Bát là Zozu Kim Cương này nọ đấy. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đào, và nói chung là hôm nay có một cái tấm bùa may mắn đó là khuôn mặt nha anh em, cho nên là mỗi lần đào xong mình sẽ táp lên cái này cho nó bí ẩn nha anh em. Ôi nhưng mà kéo dài được không ta? À kéo dài chắc là cũng được chứ nhờ, để mình thu nhỏ lại một xíu đi ha, tại vì nó cũng hơi to một xíu. Nói chung là thu vừa đủ thôi đó, có gì mình để mình che cái giữa thôi là được rồi. Ok giờ đào cái này đó, che lại. Cực kỳ bí ẩn luôn em ơi, chúng ta sẽ cực kỳ gọi là tò mò luôn. Bây giờ chúng ta xem từ góc bên này sang đi. À, như vậy có vẻ thú vị nè. Oh my god, như vậy là chúng ta sẽ thấy một cái viền màu vàng, và chúng ta thấy được là có số 5 anh em ơi. Như vậy là hình như là được 5 mảnh, 5 mảnh là cũng tương đương đến 100 trái đấy. Nhưng mà quan trọng là vé vàng hay vé quay thẻ, tại vì vé quay thẻ giờ mình cũng không cần lắm. Và vé vàng thì ngon, ra mảnh vé vàng, tích vé vàng anh em ơi. Cái gì vậy? Ấy ấy, vé quay thẻ mất rồi anh em ơi, cày thế nhỏ. Rồi chịu rồi, vé quay thẻ thì đâu biết làm sao hơn, để mình chụp lại ra. Nói chung mấy cái này thì mình cần lưu lại nha anh em, hoặc có thể là không luôn cũng được. Rồi cứ lưu lại cái đã rồi tính tiếp. Ok chúng ta sẽ lưu là capture luôn nha. Rồi xong đó, mặc đồ đầu tiên. Nói chung cái này cũng tương đương với 100 trái, thì thật ra cũng ngon chứ cũng không phải cùi đâu. Ok, mình rất là mong được một lần đào được 500 trái luôn anh em ơi. Cao nhất của mình thì cũng đã được 300 trái rồi, nhưng mà 500 thì chưa ra. Cho nên mình là mình muốn một lần được tận hưởng cảm giác 500. Bãi cát mềm nối với biển mây trắng. Cái này thì mình nghĩ là đào kho báu này thì anh em cần một cái áp dịch như mình thì sẽ tiện hơn. Đấy. Hoặc là anh em nhìn mặt chữ như mình nói là được. Ok, map này thì nó nằm ở đảo trên trời nha anh em. Mình thì mình đào lúc đầu đào thì cái gì cũng chưa biết rồi, nhưng mà đào hoài rồi bây giờ cũng quen nữa anh em, chỉ cần dịch là mình biết được nó ở đâu luôn à. Cho nên là chờ những cái map mới thôi, những map mới thì nó chưa có thông tin thì mình chưa chưa đi bao giờ, cho nên là chưa biết. Chứ mà những map cũ thì mình đã biết hết rồi. Thì tại có map mới là ở Immerdal nè, Immerdal chắc cũng có mà mình chưa biết. Ở Immerdal có nè, rồi ở Sabaody gì đó mình cũng chả biết. À đây, cái này nằm ở phía bên này. Ok, đó. Tấm ảnh có che không ta? Ủa? Đây, 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 đây. Đó, che như vậy nha anh em. Đào nè. Hi. Rồi, không biết là được gì đây anh em ơi. Hy vọng là được trát quỷ. Nhưng mà đừng ra 50, nói chung là 500 là ngon. Làm bây giờ thì cũng hơi bí ẩn đó anh em. Nhưng mà kiểu sự thật nó hơi phũ phàng một xíu. Lại thấy cái gì đây? Ui, cái này hình như là trát quỷ nè anh em, tại vì nó có số 0 thì nó thường thường là mấy mấy chục hay mấy trăm gì đó. Hy vọng là bây giờ mình lật sang thì sẽ thấy thêm một số 0 nữa nha, chứ đừng có số 5. Số 5 là 50 rồi anh em ơi. Ui trát quỷ chắc rồi anh em ơi, nhưng mà quan trọng là bao nhiêu. Cái này hai số 0 là tệ lắm, 100 nè, tệ lắm là 100 là cũng ngon rồi nha anh em, nhưng mà mình cần số 2, số 3 hoặc số 5. Ui số mấy đây, số 5 đi. Ấy ấy cái gì vậy, số mấy vậy? Số 1 hay sao anh em ơi, mình thấy cái đường thẳng. Oh my god. Thôi cũng được. Tạm ổn anh em ơi, tạm ổn, tạm ổn, tạm ổn. Ok nha, 100 cũng được anh em ơi, nói chung đỡ ghiền rồi. Cày thế nhờ, cày thế nhờ. Trăm trái thì cũng y chang hồi nãy thôi, có điều bây giờ nó ra trát quỷ thì nó sẽ kiểu vạn năng hơn một xíu. Tại vì trát quỷ thì mình có thể mua được thứ mà chúng ta yêu thích, cho nên nó sẽ tiện hơn rất là nhiều. Rồi ok, mà đa số bây giờ mua vé vàng thôi anh em ơi, chứ vé quay thẻ thì mình không thiếu nữa rồi, cho nên là không mua. Ui map này giống map nãy vậy, chứ không mua vé quay thẻ làm chi, đâu có ai bỏ rác quỷ để mua vé quay thẻ đâu anh em. Hồi xưa thì có, hồi xưa lúc mới biết chơi thì còn có, chứ bây giờ thì đâu có dạy gì mình mua như vậy. Lại là map hồi nãy à. Mình mới vừa đi luôn, thế mà tự nhiên giờ phải dòng ngược lại. Ok thôi, bỏ ít công sức ra nhưng mà cho thành quả xứng đáng thì cũng được. Rồi ok,
Về cái clip khám phá đảo thì mình cũng có đấy. Thì những bạn nào nói chung thì những cái vấn đề về kênh của mình thì anh em những anh em nào gặp vấn đề về không đăng nhập được thì có thể liên hệ Facebook mình. Facebook mình để phần mô tả. Anh em liên hệ mình thì mình sẽ giúp giúp cho nha, mình sẽ chỉ cho từ 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 A đến Z luôn. Rồi những cái series ví dụ như là đào kho báu rồi khám phá 100% kho báu mình đều có để danh sách phát riêng. Cho nên là anh em chỉ cần vào danh sách phát là xem được nha. Đây, tấm bản đồ tiếp theo nha anh em. Không biết là được gì đây nữa. Rồi, trái nữa ngon. Bây giờ nãy 100 rồi bây giờ lên 200 đi. Ồ, bây giờ là số rồi anh em ơi. Úi. À, được có 3 mảnh rồi anh em ơi, chán thiệt. Ok, không sao. Chấp nhận thôi. Cho cái gì thì lấy cái đó, nãy giờ chưa thấy mảnh vé vàng luôn. Ra trái đi rồi. Đây. Áp này hình như là ở là Alabasta thì phải. Có mấy cái chữ chữ mình nhớ mình quen quen nhưng mà nói chung là cứ dịch cho chắc đi. À, bờ biển xám và trắng đống đổ nát hả? Ủa kỳ vậy, vậy là không phải Alabasta hả ta, ảo thế nhỉ. Map này thì ở map của Usopp nha anh em. Đây map này chúng ta đi thẳng ra hướng đông luôn. Ồ, cái map này gần nhau hay sao này cho nên là không cần load phần trăm, quá đã, quá tiện anh em ơi. Hình như là chung một cái khu vực thì chúng ta không cần phải load phần trăm, cũng được, cũng tiện đấy. Đây map này thì anh em đi thẳng ra biển luôn, sau đó thì chúng ta đi tới đây, nó nằm ở chỗ này. Ok bye bye. Ủa, ủa. Cái đèn mình chưa kịp kéo nữa, nhấn vào nút tắt nó tắt luôn. Ái nồi thật, sao lời nguyền này mình không thoát được, không được thoát được ta. 50 trái hoài trời. Cay vãi nồi. Cái đình mệnh thiệt chứ. Rồi, ok, tiếp tục đi. Không biết sao anh em đào hay thì anh em đào 500 không à. Anh em đào gì đâu mà 200, 300, 500. Mình đào được 50 trái. Rồi, clip trước của nó là 5, 5, 50 liên tục luôn á. Trong thăm của sĩ đứa bạn cô thể cứu chuột cái tim vị bác sĩ hả? Map này ở map Thriller Bass nha anh em. Vãi nồi quảng cáo. Quảng cáo của cái app dịch anh em ơi. Cái app dịch dạo này lâu lâu nó hay có quảng cáo. Ui cái này bị bản quyền không đây, có nhạc nhiếc đồ nhìn căng trời, nhìn căng thế nhờ. Rồi ok. Cái này thì anh em đến Thriller Bass nha. Map này là trái tim bác sĩ bác siết gì đó. Thì anh em sẽ đến Thriller Bass này. Đó, anh em sẽ đi vào cái map này nè. Sau đó anh em sẽ đi tới cái chỗ này. Ok, cái này thì cần load phần trăm thì nó sang khu vực khác rồi. 50 nữa hả ta? Đừng có 50 nha. 50 là hơi cay. Ôi ơi, nay gọi là ui ui cái gì? What the hell? What the hell? Cay thế nhờ. Đừng có kéo nữa. Ừ, đừng có kéo kiểu đó nữa. Đó, vậy thôi anh em ơi. Trời ơi. Căng thế nhờ. Rồi, tuyệt vời. Bây giờ chúng ta xem từ góc bên này đi. Nãy giờ xem góc bên đây hơi đen. Nói chung là cái hình nào thì nó cũng có như thế này hết á. Ồ, bên đây chúng ta kéo ra chúng ta vẫn chưa biết luôn nè. À, trái. Trái anh em ơi, trái, trái, trái. Trái quỷ thì chúng ta sẽ xem từ bên đây tại vì chúng ta sẽ xem số 0 nha, chắc chắn là có số 0 rồi đó. Số 0 đầu tiên rồi đó. Quan trọng là số 0 thứ hai có hay không nè. Chứ là số 5 thì hơi toang. Sao mình có thể đen như thế nhờ? Holy shit. Map này đừng nói map nãy nữa nha. Cái này cái chữ đó thì chỉ có hai map đó là map ở Roger, map nãy mình hay đào với lại một map nữa là map cối xay gió thôi. Cho nên là bây giờ mình quay lại cái map này. Nãy giờ ba tấm ở cái map này rồi đó. Thường thường là mình đào nếu mà nói về may mắn thì nó hay nằm ở map cối xay gió. Thường thường hay cối xay gió, đào cối xay gió hơn lắm anh em ơi. Nhưng mà nãy giờ chưa có một cái tấm bản đồ nào cối xay gió hết. Để chạy chạy coi nếu mà thấy có cái xẻng ở đây là chúng ta biết rồi. Đây vẫn chưa thấy cái xẻng gì luôn. Đi tới đây chắc thấy. Ồ, vãi nồi. Có khi nào cối xay gió không ta? Nếu mà cối xay gió thì ngon đấy. Ừ đúng rồi anh em ơi, hình như map này map cối xay gió rồi. Được được được, cối xay gió là hơn, cối xay gió là hơn anh em ơi. Ok tới cối xay gió nào, cối xay gió là hơn không nói nhiều. Đây mà cối xay gió nha anh em. Đây 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 đây, ốp lắc ốp lắc.
chạy 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 số 0 thứ hai, yeah, quan trọng là số mấy, 100, 200, 300 hay 500. Trời ơi, nhà bác Hành ơi, cho con 500 đi, con chưa biết mùi 500 là gì. Ê, không phải số 1 anh em ơi, số 2 rồi, số này số 2 anh em ơi. Ok, tạm ổn. Số 2 thì gọi là sao ta, tương đương với một vé vàng free. Ok, tuyệt vời. Ngon nha anh em, ngon nha, lưu lại. Có mùi 200 là thấy có mùi gọi là may mắn tới rồi anh em ơi. Tiếp tục nè. Từ từ bây giờ lên 300. Rồi từ từ mới lên 500. Cái này hình như là Alabasta hả ta? Cái chữ dài thằng lò luôn nè. Đấy thì anh em chỉ cần nhìn mặt chữ đó thôi. Anh em nhìn mấy chữ cuối á. Nếu mà tấm của anh em nó giống như của mình thì mình đi đào chỗ nào anh em đi tới chỗ đó thôi. À biển mây trắng à. Ô cái này map nãy mà. Này là map nãy anh em ơi. Map đảo trên trời. Thế mà nó lại lằng quằng thế à. Đây hôm nay mình vừa đào ở đây rồi, giờ quay lại thôi. Bây giờ mình nói với anh em đúng không, thường thường mình đào hơn là nằm hay nằm ở map cối xay gió, cứ vào cối xay gió là có tiền, lụm tiền anh em ơi, lụm tiền. Lát đào xong mấy tấm bản đồ mình mua shop cho anh em xem luôn nha. Đó chính là chỗ này anh em ơi, chính là chỗ này. Cái hình đâu rồi? Ok để lướt ở đây che nó lại. Đấy. Nice, chát quỷ nữa là ngon. Cứ chát quỷ là được, tại vì chát quỷ là nguồn tài nguyên vô tận mà anh em. Nó có thể dùng để mua nhiều thứ lắm. Ô, bây giờ là... Ô, nguyên một vé luôn này, cũng được. Trời ơi, cũng ngon đấy. Tại vì nguyên vé này thì cũng tương đương với 200 trái. Có điều nếu mà nó ra vé vàng hoặc là trái quỷ thì sẽ ngon hơn. Cái này thì thật ra nó không có ngon bằng 200 trái với vé vàng nha anh em. Cho nên là cái này cũng không ngon lắm. Nói thì nói 200 trái vậy thôi chứ nó không ngon. Rồi, ok. Tại vì cái vé đó thì cày nó dễ. Cái vé đó cày dễ hơn là vé vàng với lại chát quỷ. Ui, map này... Đừng nói là cái map đây nữa nha. Thấy cái chữ quen quen anh em ơi. Nhìn như không phải. Nếu mà đúng là đỡ phải đi đâu mất công, đứng đây đào luôn. À, cái này rạn san hô. Ok. Rạn san hô thì chúng ta sẽ đến map của thằng Fossi. Nó sẽ nằm ở khúc dưới này. Đây là Edit Lobby. Cái này là Thilabat. Đây, rạn san hô. Anh em sẽ đi tới cái đảo hình giống như con Sam nè. Sau đó anh em đi sang hướng hình như là hướng Bắc thì phải, đúng không ta? Đông Tây Nam Bắc. Đúng rồi, hình như là hướng Bắc hay sao á. Chính xác là hướng Đông Bắc. Ở phía dưới, bên tay trái và góc này. Đây. Úi, ảo thế. Đây, chúng ta đi thẳng sang thiếu này. Có một cái rạn san hô đỏ đây nè. Chúng ta đào thôi. Đi tới đây là có cái xẻ cho chúng ta đào nha. Ô gì đấy, gì đấy? Vãi nồi, mất cái hình kia rồi. Thôi kệ, giờ chơi che bằng hình này luôn cho nó ngầu. Chát quỷ con. Ồ, hiện thế này mà không ra cái gì thì là chắc là vé nữa rồi. Oh my god, mạnh lên. Ui, vé vàng. Ui, nguyên một vé luôn hả? Ôi, tưởng nguyên một vàng mà vé luôn chứ. Này chắc là 3 mạnh hay 5 mạnh thôi. Tại vì vé vào thì nó chỉ có vậy thôi. Không, hình như là có 6 mạnh rồi. Hai mạnh. Buồn khóc quá. Mình kêu 3 mạnh hoặc 5 mạnh là dễ ra 2 mạnh. Chán không muốn nói. Cuộc sống này. Sao mình có thể đen như thế nhờ. Đời người đen gọi là một vài lần thôi chứ đâu mà đen nhiều dữ vậy. Ủa cái map này là map nào nữa đây? Hình như là ở đây luôn nè. Vãi nói. Khỏi che được luôn. Bật rồi. Holy shit. Khỏi che đi, khỏi che nó mới hơn được anh em ơi, được nguyên vé luôn kìa. Ồ, map đó, map ở đây luôn đi. Ủa, này dài thế. Cái này như là ở Water 7 hay sao nè. Này ở Water 7 anh em ơi, mấy chữ dài định nghi là ở Water 7. Đúng rồi, như Water 7 á. Đúng rồi, chính xác. Dài vậy thì chỉ có Water 7 thôi, chứ không có map nào dài vậy hết á. Rồi, Water 7 thì chúng ta sẽ đi tới chỗ này. Đây, đi tới chỗ này nha anh em. Như là bên phía này. Rồi cái này thì load phần trăm. Tại vì như nó khác map hay sao á. Ui mới quay clip gần 20 phút rồi anh em ơi. Nhanh vãi nồi.
Ok, ráng đào nhanh nào, để còn mua đồ trong shop nữa. Lần này khỏi che nha anh em. Full không che. Ủa cái gì vậy? Tự nhiên đứng đơ thế này. Mình chỉnh ngay chỗ này mà sao nó không chịu di chuyển nhờ? À, sang khu vực khác à. Ảo thế. Rồi, sao nữa? Cái chỗ đó hình như là đâu đây chỗ này. Vãi, sao nó nằm gì xa nhau thế? Ủa mình nhớ nó nằm chỗ nào ta? Ngay cái cầu thang là như đâu đây chỗ này. Đi qua đây thử coi. Nó nằm dưới nước mà. Cái này nằm dưới nước chứ nó không phải là nằm ở trên. Sao nó không di chuyển nữa ta? Cái map này ảo thế. Đi lên đây thử coi. Mình nhớ là ngay cái thác. Vậy là chỗ này không đi được à? Vậy là mình đi chỗ khác. Đi qua đây thử coi. Đây đây đây, ngay đây, ngay đây, 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 đây. Thấy rồi, thấy rồi. À, khỏi che nha anh em. Đào luôn đi cho nhanh. Ui, ba mảnh. Trời ơi, nãy hai mảnh, giờ ba mảnh. Cày thứ nhỏ. Cày thứ nhỏ, mình còn hai tấm anh em ơi. Đào nãy giờ chưa được gì 500 cả. Này hình như là có xe gió hả ta? Dịch cho chắc đi. Cái này không có ngôi nhà thì như là ở tấm bia mới đúng. Tại vì nếu có ngôi nhà mới là có xe gió hay sao ấy. Cái chợ này hai kia giống nhau vãi. Đây, có xe gió đúng rồi. Chính xác là có xe gió. Ồ, có xe gió là cái chỗ mình hơn anh em ơi. Ngưng ngưng. Rồi, chúng ta tiếp tục à. Úi. Ủa, cái chỗ này phải có xe gió. Để sao nhìn nó lạ lạ vậy. Có xe gió anh em ơi. Quay về cái map mình hơn rồi. Hên xui là mình được 300 hoặc 500 ấy. Chắc chắn với anh em luôn là 300 hoặc 500. Tuyệt vời. Nhìn chung đào cái này thì nó cũng giúp cho anh em được thêm mớ tài nguyên cũng được. Nói chung ví dụ anh em có 10 tấm đi, mà cho dù anh em xui cỡ nào đi thì anh em được 50 trái, là 10 tấm cũng được 500 trái rồi anh em, cũng được cả mớ. Ok, ốc lắc ốc lắc ốc lắc. Chỗ này là phải chạy chạy giật giật tới này nó mới hên nè anh em. Ok. 300 500. Không còn gì để nói. Ngay cả map mình hên nhất của mình cũng đen nữa anh em ơi. Đau đấy vẫn không được 500 trái. Không biết mùi 500 là gì mà sao anh em đào cái là ra 500. Đào cái là ra 500 hay thiệt. Bó tay. Nhà phát hành hình như là cũng biết chọn người để ra sao á. Đi đến tòa tháp đôi hả? Ok, cái này là map Cell Town. Map này kế bên của xe gió luôn. Map này ông Morgan, map 2 luôn á. Map 2 của game luôn. Chúng ta đi đến tòa tháp đôi nhé. Rồi, ok. Map này là map, cái tấm này là tấm bản đồ cuối cùng của mình rồi. Cho nên là có đen hay là hên thì cũng không còn gì để nói anh em ơi. Đây, đi thẳng lên đây luôn nè. Tòa tháp đôi là tòa tháp này nè anh em. Nó sẽ nằm ngay cái giữa. Đó, ngay đây có con VV anh em ơi, trời, có gái là hên. Có gái kế bên là thấy hên rồi đó. Hên kia, công nhận hên thiệt. Cay không muốn nói anh em ơi, mình chán lắm rồi. Đào lần nào cũng đang cái thứ gì không, cay thiệt. Thôi không sao, nói chung là cho cái gì thì mình lấy cái đó thôi, chứ giờ cũng biết bán chấp thì cũng không được ích lợi gì. Ồ này con mình có lượt free quay banner nè. Chu. Được con tướng cùi bắp. Rồi ok. Cái này thì vòng quay này mình cũng chả bao giờ quay cho nên là cứ kệ đi thôi anh em ơi. Rồi bây giờ mình vô mua mua đồ trong shop nha anh em. Tại vì đầu tuần mình chưa có mua cho nên là nay mình mua đầu tuần trong shop luôn. Chúng ta có cái này. Ok. Mua được 10 viên anh em ơi. 10 viên này không đáng là bao nhiêu. Cái này cũng chả biết đá gì mà cứ mua đi. Tại vì nó sẽ có tác dụng trong cái nâng cấp đá. Với lại mình cũng nhiều điểm này cho nên là cũng không lo. Bình tím thì tạm thời không mua nữa tại vì mình nhiều rồi cho nên không mua nữa. Mua được 300 gỗ khá ngon. Chỗ đây mua được một vé vàng free này. Ở đây thì mua được thêm hai vé quay thẻ free. Ngôi sao cam thì không mua làm gì, mình có nhiều ngôi sao cam lắm. Tiếp theo là điểm xanh này, mua được hai vé vàng. À, cái này mua được thêm hai vé này. Này thì đầu tháng nó mới reset cho anh em. Ui, trác quỷ mình lên được 31 cả hai này. Rồi, hộp này thì mình có thể mua được gỗ nhưng mà 500 điểm cho nên là mình sẽ đổi một ít mảnh ở đây nha anh em. Rồi, đổi một cái này được 100 nè. Này được 108. Ok, 207. Lên ngàn không ta? Lên nổi ngàn không? Tại vì lên nổi ngàn thì mình mua được hai cái luôn. Chắc là được anh em ơi. Ui, ngon thế nhờ. Sao mình được nhiều điểm thế? Oh, hơn ngàn luôn. 1049, 1076, 1001, tầm 1001. Ok. À, mua được hai cái, một cái 100 gỗ thì ra hai này là 200 cũng được. Rồi, với hộp này thì chúng ta mua được thẻ. Cái này rương 1000 sau tím thì có thể hên xui ra được thẻ 123. Ồ, nhưng mà xui quá không ra rồi. Rồi, tới cái này. Cái này thì chắc chắn ra thẻ 123, quan trọng là thẻ gì thôi. Ô, oh, Crow mình không chơi cho nên là cứ vứt đó.
khi nào rảnh thì nâng cấp. À, còn về huy hiệu thì mình bây giờ mình muốn mua huy hiệu của bố già quá, nhưng mà chắc là chưa tới lúc. Để từ từ đã anh em ơi. Để từ từ cũng được. Ủa cái này mua được 2 mảnh này. Ồ, được 14 mảnh rồi anh em ơi. Được 14 mảnh rồi, có vẻ là số 14 may mắn. Bố già thì huy hiệu mình chưa cam hết đúng không ta? Đúng rồi, chưa cam. Mà từ từ, cứ từ từ mình đi thêm đã. Rồi, ok. À, chắc là sẽ kết thúc clip tại đây luôn, tại vì giờ cũng không còn gì để làm nữa, đào kho báu cũng mất mớ thời gian rồi. Giờ mình nhận thêm vài thứ linh tinh rồi kết thúc clip nha anh em. Có cái event điểm danh kia mà đã đâu mất tiêu rồi ta. Ủa, hôm qua mình thấy có cái event điểm danh mà ta. Cái này mỗi ngày quét nè anh em. Mỗi ngày quét free thôi. Ok. Được thêm một ít vé quay thẻ. Mình vẫn đang gọi là tin tưởng nhà phát hành sẽ ra thẻ 123, cho nên là mình vẫn đang chờ đợi. Ủa bên hôm qua thấy có cái event điểm danh đây đâu mất tiêu rồi ta. Ảo thế nhờ. Rồi, nhận quà của event Kizaru anh em ơi. Ui, SS 300 điểm. 200 điểm. Ui, giờ làm cái này kiếm 300 điểm nữa coi. Cái này yêu cầu hai con S, cho nên là mình sẽ đưa vào hai con S nè. Thêm một con quỳ bắp nữa là được. Rồi, ok. Nhân đôi phần thưởng luôn. À, cái S này thì cần một con S thôi đúng không? Đây. Đó. Mua thêm thể lực nào. Gấp đôi canxi để làm gì chứ đâu à. Mua thêm luôn. Đó. 16. Còn được 101 hả? 101 thì không đủ rồi. Tại vì cái này 80 hả? Vậy mình làm một cái S thôi nha. Ok. Rồi. Lấy 100 quà thôi cũng được. Nhận thêm cái này nữa. Là mình được khoảng bao nhiêu điểm rồi? 600 hả? Ui, chưa mua vé vàng luôn à? Mua luôn. Trời ơi, 3 vé free liền anh em ơi, ngon lành. Thấy chưa? Vé vàng mình từ 15, 16 bây giờ đã lên được tới tận là 23. Thấy chưa anh em, cày vé vàng rất nhanh nha. Cày vé vàng rất nhanh luôn. Tiếp theo là điểm danh hàng ngày. Thì bây giờ mình sẽ điểm danh ở đây, sau đó thì nhận quà thể lực nè. Ồ, cái này thì cần phải lên 5 sao, bỏ đi. Này bỏ luôn không làm, mình lười làm đó. Ờ, cái này thì mình sắp lên 98 rồi nè. Sắp lên cấp rồi, đáng cày thêm mớ thời gian rồi lên 98. Rồi, cảm ơn em đã theo dõi clip mình. Nhớ like, subscribe để kênh đầy đủ ủng hộ cho mình nha. Bạn nào chưa like, chưa subscribe thì nhớ nhấn like, subscribe để kênh ủng hộ cho mình. Thỉnh thoảng thì có những cái quảng cáo nó hiện thị trên video thì anh em nhấp vào quảng cáo để ủng hộ cho mình nha anh em. Hình như là thẻ tháng của mình hết rồi hả ta? Ồ, hết thẻ tháng rồi anh em ơi. Chắc ngày mai phải mua thẻ tháng mới quá. Đây nè, hình như là hết thẻ tháng rồi này. Không biết là hết thì cái chưa rồi, để ngày mai coi sao đã nhờ, chứ giờ mua thì không biết là có được tác dụng gì không. Rồi, bye bye anh em nha. Bye bye.